Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm quý báu của quý anh chị em bà con cô bác trên mọi miền của đất nước quan tâm đến kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh. Quý bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi và cho chúng tôi một like nếu mọi người cảm thấy video đạt chất lượng thì cho chúng tôi một like để ủng hộ tinh thần nhé. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con rất là nhiều con máy luôn. Đầu tiên chúng tôi giới thiệu bà con một cái con siêu khủng luôn. Con này là hàng nguyên zin nó mới về luôn. Kubota 10570. Đây. Cái bánh trước của nó đây tất cả bà con. Nó có cái thông số kỹ thuật đây. 13.624. Đây là cái thông số của bánh trước. Chúng ta thấy là nó rất đẹp như thế này luôn. Mỗi số chúng tôi sẽ cho bà con xem cái động cơ có 5 máy như thế nào và cái cabin nó như thế nào. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ra cái bánh sau. Chúng ta thấy cái bánh sau rất đẹp như thế này. Thì lúc nào bên chúng tôi cũng có những cái gai ốc vít, cái bánh luôn đạt tiêu chuẩn để cho mọi người bà con chúng ta cùng nhau sử dụng. Rất là không có xảy ra sự cố đáng tiếc nào hết. Đây chúng tôi sẽ thông báo cho bà con cái bánh sau nó có cái thông số kỹ thuật nhé. Đây 18.474 là cái thông số của cái bánh sau. Và đây là phía sau của nó đây. Bà con chúng ta thấy nhé, rất là đẹp như này luôn. Đây là những cái hàng nguyên zin từ bên Nhật về. Và đây là phía sau chúng ta có thể nhìn thẳng lên cái cabin của nó. Rất là xuất sắc, rất là đẹp như thế này. Đây bà con thấy biển số đây 999877. Biển số cũng rất đẹp luôn. Và đây chúng ta thấy là những cái phía sau của nó như thế này. Tuy nó có những cái xe chút đỉnh nhưng mà đó là không có đáng kể. Đó là những hàng zin nó như thế, rất là đẹp như thế này. Đây chúng ta thấy hai thanh kiếm của nó, nó đẹp như thế này luôn. Đây 10570, con này có 105 mã lực, loại 2 cầu, con là số cơ bên cơ luôn, có trợ lực tay lái đầy đủ, cabin máy lạnh. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi lên cái phần cabin cho mọi người chúng ta cùng nhau xem cái cabin nhé. Đây rất đẹp luôn. Hôm nay chúng tôi quay chú ý con này chính, sau đó chúng tôi sẽ cho bà con xem con US 46, rồi Kubota L1 45, L1 455 rất nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mở ra cho bà con chúng ta cùng nhau xem cái động cái cabin ở bên trong. Nó xuất sắc, nó đẹp như thế này luôn bà con. Con thấy nó đẹp như thế này luôn. Này, cái ghế ngồi rất là mới mẻ, rất là đẹp luôn. Đây chúng ta thấy cái trên của nó, hệ thống máy lạnh cũng như là cái máy che của nó, cái hệ thống bên trong nội thất của nó vô cùng xuất sắc luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trên cho bà con xem nhé. Rất đẹp như thế này luôn. Đây bà con thấy cái đồng hồ của nó, số giờ cũng rất ít luôn. Đấy, rất ok, rất đẹp luôn. Cái hệ thống tay lái của nó 1, 2, 3, 4, số tiến, số lùi, số nhanh, số chậm gì đấy. Đây chúng ta thấy cái này bà con chúng ta cũng đã rành rồi. Cái nội thất rất là đẹp luôn. Cái ghế ngồi rất là xuất sắc. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi qua phía bên phải cái con Kubota này để cho bà con chúng ta xem cái hệ thống 5 máy của nó đẹp như thế nào luôn. Rồi, bây giờ chúng tôi xuống nha, tôi sẽ cho bà con xem. Đây rất đẹp luôn. Rồi chúng tôi đẩy ra nha. Rồi chúng ta thấy cái hệ thống của nó như thế này. Nó mới về nguyên zin này, chúng tôi chưa có can thiệp bất cứ thứ gì hết. Đây 10570. Đây là cái phần phía bên bên phải phần máy của nó đây. Đây động cơ nó có 5 máy đẹp như thế này luôn tất cả mọi người. Đương nhiên là khi mà trong quá trình bà con nếu mà có muốn chúng tôi mua gì đấy hay là muốn làm đẹp thì nó chúng tôi sẽ làm cho nó đẹp hơn tí, nhưng bình thường thì nó về nó nguyên bản, nó nguyên gốc, nó đã đẹp như thế này rồi. Đây là cái lưới hông của nó đây. Chúng tôi vừa mới lấy ra để chúng tôi quay cái động cơ 5 máy để cho bà con tất cả mọi người chúng ta cùng nhau xem. Chúng tôi sát lại một xíu nữa nha. Đây bà con xem cái động cơ 5 máy của này. Cái này tức là chúng tôi chưa có rửa nữa, bụi nó vẫn còn luôn. Nhưng mà chúng tôi để như thế này quay thì có một số bà con thích những cái mới, thì có một số bà con thích những cái hàng nguyên zin. Thì hôm nay chúng tôi sẽ quay nguyên zin như thế này cho bà con chúng ta cùng nhau xem. Đấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi qua máy khác nha bà con. Rồi và tiếp theo là con Siura D338, con này được mệnh danh là nồi đồng có đá đây. Nó rất là đẹp như thế này. Động cơ nó có 4 máy. Con này có 33 mã lực, loại 2 cầu, số cơ bên cơ luôn nhé, có trợ lực tay lái luôn. Đây chúng ta thấy cái những cái mà hàng nguyên zin, hôm nay chúng tôi sẽ theo cho bà con những cái hàng nguyên zin đây.
Con này thì có giá từ 125 cho đến 140 triệu. Hôm nay chúng tôi sẽ báo giá cho bà con luôn. Chúng ta thấy là cái gai ốc vít của nó xuất sắc này. Đấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem cái bốn mái của nó nha. Đây, bốn mái. Đây, đây bốn mái của nó đây rất đẹp như này luôn. Những hàng nguyên zin nó về như thế này. Chúng ta không thấy cái dấu hiệu của cái sự rỉ sét luôn nhé. Đây, hoàn toàn là nó đẹp như này luôn thưa tất cả mọi người chúng ta. Đây. Đây chúng tôi vừa lấy cái lưới hồng ra, có 33 mã lực loại 2 cầu, số cơ, bên cơ, động cơ có 4 máy, nó đẹp như này luôn. Đây, cái đồng hồ của nó đây, thậm chí là nó chưa được 2000 giờ nữa thưa bà con. Đây có 1984 đây, nó chưa được 2000 giờ nữa, nó nguyên si như thế này. Đây chúng ta thấy cái bánh của nó rất đẹp. Đây, chúng ta đây là phía sau của nó đây. Chúng ta thấy là nó rất là hoành tráng đúng không nha, nó có hai thanh kiếm nữa mà khi nào bà con mua chúng tôi sẽ gắn vào. Bình thường thì chúng tôi sẽ mở cái thanh kiếm ra như thế này. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi qua tiếp tục đi đến con máy khác nha bà con. Rồi tiếp theo là con Kubota L145. Con này thì nó nguyên zin nó về như thế này luôn. Chúng tôi đảm bảo 100% là chúng tôi chưa có can thiệp gì hết. Chúng ta thấy là cái bánh của nó như thế này. Rất là xuất sắc, rất là đẹp như này luôn. Gai ốc vít là nó rất là đẹp và cái ghế ngồi chúng ta thấy Kubota L145, đây là một cái mặt hàng rất là nổi tiếng, rất là xuất sắc. Đến Nhật cái dòng L1 thì đương nhiên là nó cái giá thành nó sẽ cao hơn. Con này chúng tôi bán với giá là từ 220 cho đến 240. Lúc nào cái giá nó cũng cao hơn. Kubota là cái giá cao rồi, mà dòng L1 thì nó sẽ cao hơn một tí nữa. Con 45 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ luôn nhé, nguyên zin như này. Có trợ lực tay lái luôn, động cơ nó 5 máy. Bây giờ chúng tôi sẽ qua cho bà con xem cái động cơ nó 5 máy đẹp như này luôn. Đây. Nó sáng rực như này luôn. Đây là cái lưới hồng của nó như thế này. Lưới hồng của nó L145 chúng tôi vừa mới tháo ra. Chúng tôi cho bà con xem nó như thế này, rất là xuất sắc luôn. 5 máy. Đây, chúng ta thấy. Nó nước sừng riêng của nó như thế này, bà con thấy nó đẹp như thế này luôn. Cái ghế ngồi tất cả đều là cơ toàn bộ luôn, số cơ bên cơ, động cơ nó có 5 máy. Ở đây như vậy chúng tôi sẽ cho bà con xem cái đồng hồ đây. Đây nó chỉ có 1156 giờ luôn, bà con thấy rõ luôn, tức là nó chưa được 1200 giờ. Con số này rất ít luôn, rất đẹp luôn. 1156 hay là Kubota là quan 45, động cơ có 5 máy, 45 mã lực, quá đẹp luôn thưa bà con. Hầu như là nó mới khoảng 90%. Chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng tôi tiếp tục đi qua con Kubota là quan 455 US46 cho bà con chúng ta cùng nhau nghiên cứu nhé. Rất đẹp luôn. Hôm nay chúng tôi theo bà con một số con máy mà nguyên zin mới về mà chúng tôi đã kiểm tra hệ thống máy móc rồi. Nó nguyên zin như thế này. Đấy bà con thấy. Xuất sắc, chất lượng đến từng cái chi tiết luôn. Rồi bây giờ chúng tôi tiếp theo chúng tôi sẽ quay cho bà con xem cái con Kubota L1455 thì nó cũng giống như Kubota L1445. Hằng nãy em con Kubota L1455 với 45 nó y chang nhau luôn, cũng đều là 45 mã lực loại 2 cầu. Số cơ bên cơ động cơ có 5 máy luôn, nó sáng rực, nó đẹp như này luôn. Đây. Bà con chọn con nào cũng được hết, tất cả đều y chang như nhau hết, nó không có cái gì mà khác biệt hết. 45 và 455 nó là một cặp sinh đôi luôn. Động cơ nó có 5 máy luôn. Số cơ bên cơ có trợ lực tay lái luôn. Con này chúng tôi có cái mái che luôn mà chúng tôi để một cái bình châu qua dịp Tết luôn cho nó đẹp cái máy luôn. Đây chúng ta thấy là nó màu sơn của nó đẹp như thế này. L1455 Kubota, phía trước nó có tạ. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem cái bên hông của nó rất là đẹp luôn. Đây, đây là động cơ 5 máy của nó đây. Chúng tôi vừa mới tháo cái lưới hông nó ra cho bà con xem đây. Kubota L1455. Chúng tôi sẽ quay cho bà con xem cái động cơ đó. Rất là đẹp như này luôn, có 5 máy. Đây, chúng ta thấy hoàn toàn là chúng ta không thấy cái dấu hiệu của sự reset luôn. Đấy. Nó cũng giống như là quan 45 thôi, nó không có gì khác hết. Đây là một cặp sinh đôi luôn, nó đều là 45 mã lực, đều là loại 2 cầu, đều là số cơ bên cơ, đều có trợ lực tay lái và cũng đều là động cơ có 5 máy luôn. Đây bà con thấy nó đẹp xuất sắc như này. Đây là từ chúng tôi quay toàn cảnh cái con L1455 cho bà con xem. Đây, đó chúng tôi có để một chậu hoa cho đẹp luôn. Đấy, rất đẹp như thế này. Máy móc là chúng con này chúng tôi cũng đã có quay một video riêng rồi, chúng tôi cũng nổ máy cho bà con xem rồi. Máy móc rất ok, rất chuẩn luôn thưa bà mọi người.
Rồi bây giờ chúng tôi tiếp tục qua con UH46 nha. Bà con cũng có thể dõi con này, giá cả cũng giống như con Kubota là quanh 45 luôn. Thì nó cũng là từ 220 cho tới 235. Chúng tôi báo cho bà con xem luôn. Nhưng mà giá cả thì không nhất thiết nó phải đứng một chỗ, thì nó có thể lên xuống trong khoảng thôi, bà con thông cảm nha. Chúng ta thấy là tất cả đều nguyên zin này. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua UH46, một cái hàng siêu phẩm nữa. Rồi bây giờ cái con xe con máy cuối cùng là chúng tôi muốn gửi đến cho quý anh chị em là con Yanma UH46. Đây là một cái hàng được mệnh danh là cho đại gia xài thôi. Con này nó có giá từ 240 đến 260. Đây bà con thấy UH46 rất đẹp như thế này luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy là nó có những cái phía trước đây, những cục tạ rất đẹp như thế này. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem cái máy nó luôn. Động cơ nó có 4 máy, 46 mã lực là 2 cầu, số cơ bên cơ luôn. Con này là hàng mới mà xuất sắc luôn. Đây, nó mới đẹp như này. Đây, đây nó có 4 máy đây, bà con thấy. Đây, nó bị che khuất đây. Rất đẹp luôn. Đây, UH46. Nó đẹp như thế này luôn. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con xem cái đồng hồ của nó đây. Đây. Nó chỉ có chưa được 1.200 giờ luôn mà có thấy, chỉ có 1190 thôi. Đấy, cái số giờ của nó rất là ok, chúng ta thấy là rất đẹp như thế này. Hoàn toàn chúng ta không có thấy cái dấu hiệu của cái sự reset luôn. Đây, động cơ nó có 4 máy rất đẹp như thế này luôn. Đấy, không thể che vào được. Mâm móc vít nó nguyên zin như thế này luôn. Nếu mà con muốn làm đẹp thì sẽ có thôi. Đây là phía sau của nó. Đây, bà con thấy. Nó có hai thanh kiếm nữa, nhưng mà chúng tôi đã lấy hai thanh kiếm rồi cho nó chống chảo. Khi nào bà con có nhu cầu mua, chúng tôi sẽ gắn thanh kiếm vào đầy đủ hết. Nó có những cái tăng đưa trục nó đầy đủ hết, bà con cứ yên tâm. Đây. Rồi video chúng tôi đến đây là kết thúc. Kênh YouTube Thiếu Đồng Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị em bà con cô bác và kính chào tạm biệt. Hôm nay chúng tôi thì còn rất nhiều con máy rồi, Kubota 10570 rồi Shibura D338 rồi Kubota là quan 45, Kubota là quan 45, UH46 rất nhiều luôn. Rồi đây là UH46 cho bà con, rất đẹp luôn. Một lần nữa chúng tôi xin chúc sức khỏe tất cả mọi người chúng ta nhé, có một năm mới dồi dào sức khỏe luôn, UH46 Yanma. Rồi trân trọng cảm ơn và kính chào cơ toàn bộ luôn.